Em chào toàn thể anh em nha. Thể theo yêu cầu của rất nhiều anh em thì CD V6 tiếp tục ra lò và tiếp tục lên. Giới thiệu cho anh em. Và clip này thì đây anh giới thiệu cho anh em này. Ra lò một con chưa bọc ni lông luôn, mới cưng. Thì con này chơi USB rồi thẻ nhớ điện thoại TV máy tính cắm vào CD rồi ao sắp ao tai nghe ra 4 loa và anh em nhìn con loa này. Nhìn con loa mỗi thùng là 5-6 loa. Mỗi thùng 6 loa rồi nhá. Đã để thể hiện cái công suất của nó vô đối thế nào rồi đấy. Mỗi thùng 6 loa. Đây em mở cho anh em tiếng này. Tình đời chế linh như Quỳnh. Đây, chức năng Bluetooth đầy đủ. Bát chép chỉ cần ấn menu chép này, chung bát này. À. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng được. Rồi. Giảm tiếng một chút. Một cái USB này chỉ 450.000 nhưng anh em đã có cả bộ sưu tập 15 năm chơi audio. Anh em nào có nhu cầu mua USB nhạc tuyển, nhạc chất lượng đây này. Thư mục quê hương Việt Nam, Thanh Tuyền, dân ca ba miền, Tuấn Ngọc, nhạc vàng trên xe, song ca nhạc vàng, tiếng hát năm danh ca, liên khúc nhạc vàng, đan nguyên như Quỳnh, bolero hải ngoại, nhạc vàng thu âm trước 75. Không thiếu cái gì, mở cho anh em nghe bài Ai nhớ chăng ai. Anh em có nhu cầu V6 thì không thể bỏ qua.